Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, tử vi chọn đời luôn được mọi người quan tâm bởi việc phân tích và đánh giá tử vi sẽ có thể dự đoán được những biến chuyển trong cuộc đời đúng đến 90%. Vậy thì tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 thân mạng có tử vi như thế nào? Cuộc đời của bản mệnh sẽ có những biến chuyển ra sao? Hãy cùng với chúng tôi Phong Thủy Gia Cát đi vào tìm hiểu thông qua những chia sẻ vô cùng bổ ích dưới đây. Xin mời. Gia chủ Mậu Dần sinh năm 1998 nam mạng, có cung mệnh thuộc cung Cấn trực khai, mạng thành đầu thổ đất trên thành, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế phú quý, xương con cọp, tướng tinh con thường luồng, Phật độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nam mạng Mậu Dần qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, Mậu Dần mạng thổ, đất thành, đền vua. Số này ngắn trước sau dài, anh em thân thích lạc ngoài, phương xa. Số sao có số quá chừng, duyên tình trắc trở lòng dòng đôi ba. Tâm cơ, tân khổ, những là, bởi vì số mạng trở ra muộn màng. Một thân toan tính trăm đường, đến khi vận giữa mới yên tấm lòng. Tuổi sau mới được hưng long, cây giả kết trái, bông hồng tốt tươi. Tổng quan, cuộc đời nam mạng Mậu Dần phải trải qua nhiều biến động khó khăn, thường gặp những chuyện không như ý, công danh sự nghiệp cũng phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Nếu biết thêm kiên trì cố gắng thì sau này mới có thành quả tốt. Sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 36 tuổi, công danh sự nghiệp và tài vận có nhiều triển vọng. Những người này có số hưởng thọ trung bình từ 75 đến 86 tuổi. Nếu ăn ở hiền lương, làm nhiều việc thiện thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nam mạng Mậu Dần được chia thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 5, 7 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Nam mạng Mậu Dần được hạ sinh vào các tháng 2, 9 và 10 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Gia đạo sự nghiệp, công danh không được suôn sẻ, thuận lợi lắm nhưng cũng không đến mức khó khăn. Bạn sẽ có được địa vị nhất định trong xã hội nhưng đó là nhờ sự trợ giúp của gia đình. Gia đình có nhiều rối ren, không được êm ấm, yên vui khiến cho bạn luôn cảm thấy tự ti. Bạn cần thận trọng và tinh tường hơn để nhanh chóng giải quyết hết những vấn đề rắc rối trong gia đạo thì công danh mới có cơ hội phát triển, nếu không tất cả những thành quả đạt được sẽ sớm tiêu tan. Để vận trình gia đạo, công danh, tài vận được vẹn cả đôi đường, nam chủ sinh năm 1998 nên thỉnh vòng tay tam hợp Dần, Ngọ, Tuất để hỗ trợ cho mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được. Kết hợp với 3 viên mã não màu đỏ, có khắc hình 3 linh vật Dần, Ngọ, Tuất, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón quý nhân tiền tài cho thân chủ. Đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ gia đình, gia đạo, từ đó yên ấm, bình an. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long Dần, Ngọ, Tuất cũng cần phải được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 37 tuổi, tiền tài dồi dào từ năm 34 tuổi trở đi, còn những năm trước đó thì thường vào cửa trước ra cửa sau. Sự nghiệp và tiền tài song hành với nhau, tiền tài càng đủ đầy thì sự nghiệp càng phát triển. Tuổi hợp làm ăn. Nam mạng Mậu Dần nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, tránh được rủi ro, thua lỗ, phát tài phát lộc, thu về nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, tiền bạc dư giả, công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạn, con cái đề huề, không phải lo nghĩ về bất cứ một điều gì thì nam mạng Mậu Dần nên lựa chọn kết duyên với các tuổi hợp với mình về đường tình duyên lẫn tài lộc như Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Sửu. Vợ chồng vẫn mặn nồng tình cảm nhưng tiền tài chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu chứ không vươn tới được sự cao sang quyền quý khi bạn nên duyên chồng vợ với các tuổi Tân Mão và Đinh Dậu.
cuộc sống sẽ không mấy may mắn thuận lợi khi năm mạng Mậu Dần thành ra lập thất với các nữ mạng tuổi Giáp Ngọ, Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Mậu Tý. Nguyên nhân là vì những tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc. Vào những năm không tốt cho chuyện lương duyên, đó là vào 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi thì bạn không nên kết hôn, xây dựng gia đình. Năm mạng Mậu Dần sinh vào các tháng 3, 4, 5, 6, 7 và 12 âm lịch thường có số đào hoa, đa thê hay gặp phải nhiều khó khăn trắc trở trong chuyện hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ, Canh Dần, Quý Tỵ, Bính Thân, Nhâm Dần, Ất Tỵ, Mậu Thân và Giáp Thân là những tuổi xung khắc với năm mạng Mậu Dần. Bạn không nên cộng tác trong công việc hay thành lập gia thất với những người tuổi này, nếu không mọi chuyện sẽ khó được như ý muốn. Nếu chót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới xin linh đình rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc tốt thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, năm mạng Mậu Dần có đại hạn vào các năm 23, 27, 31, 37 tuổi. Chuyện tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn bất hòa. Trong những năm này, công việc gặp khó khăn trì trệ. Bởi vậy, làm việc gì cũng cần phải thận trọng, không nên mạo hiểm đầu tư lớn. Những ý tưởng mới, ý định dự định lớn bạn nên để sang các năm khác tiến hành thì sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu cần xuất hành đi xa hay phải thực hiện những việc lớn, quan trọng thì Mậu Dần năm mạng nên khởi hành vào giờ chẵn ngày lẻ và tháng chẵn là thích hợp nhất. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ thuận lợi, gặp nhiều may mắn, được nhiều thành công, mang lại nhiều thành quả, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Bên cạnh đó mang theo pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang theo bên mình như có Đức Phật hiển linh che chở phù hộ, độ trì cho mọi sự may mắn hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Diễn biến từng năm. Từ năm 29 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 29 tuổi, nhiều âu lo phiền muộn. Năm 30, 31 tuổi có khá hơn về chuyện công danh. Hai năm 32, 33 tuổi không có gì tiến triển. Sang năm 34, 35 tuổi mọi chuyện mới được khởi sắc, công việc có những bước tiến lớn, tiền tài cũng được rủng rỉnh hơn. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, vận may song hành cùng các bạn vào năm 36 tuổi. Năm 37 tuổi và 38 tuổi, sự nghiệp vững chắc, công việc suôn sẻ, thuận lợi, gia đình êm ấm, vui vẻ. Đến năm 39 và 40 tuổi, mọi chuyện được như ý muốn từ gia đình đến công việc, sự nghiệp, tiền bạc và chuyện tình cảm. Nếu biết nắm bắt cơ hội tận dụng thời cơ, sẽ tạo được cuộc sống vinh hoa, phú quý. Từ 41 tuổi đến 45 tuổi, bạn có vận hạn vào năm 41 tuổi, bạn phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc mới tránh được tai ương. Năm 42 tuổi và 43 tuổi, mọi chuyện bình thường, không có bất kỳ biến cố nào xảy đến. Năm 44-45 tuổi, khó tránh được hao hụt tiền của hay gia đình bất hòa, xích mích hoặc tai ách xảy đến. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi và suốt cuộc đời. Năm 46 tuổi có lộc về đường tài vận nhưng phải thận trọng trong việc giao thương tài chính. Từ năm 47 tuổi đến cuối cuộc đời, mọi chuyện đều ở mức bình thường, từ công danh sự nghiệp đến gia đình, công việc. Cần sát sao hơn trong việc chi tiêu tài chính,
nên dành nhiều thời gian quan tâm hơn đến sức khỏe bản thân cũng như gia đình và con cái. Thưa quý vị, trên đây là những phân tích tử vi chọn đời năm mạng Mậu Dần sinh năm 1998. Hy vọng rằng với những chia sẻ này sẽ giúp bạn nắm bắt được cơ hội lớn trong cuộc đời để chúng ta có thể phát triển bản thân cũng như là biết trước được những vận hạn để phòng ngừa và khắc phục những khó khăn. Chúc quý vị chúng ta luôn bình an, khang thái và sự tốt lành.